Chào chào quý vị ân nhân và chào tất cả những cái người Việt yêu Huế, vì Huế là một cái nơi đáng thương. Và khi vô bệnh viện thì mình cũng ứa nước mắt, thấy nhiều cái hoàn cảnh rất là tội nghiệp. Thì mình cố gắng nhìn hụt điều thuốc, nhìn ăn tô phở, rồi gửi về để giúp cho các cháu. Và luôn đây mình cũng giới thiệu Bình đây là một người công giáo và rất là có lòng, có tâm đối với tất cả những cái hoàn cảnh khó khăn. Dạ, mình kính chúc mừng Huế Việt Nam ngày nay. Xin trân trọng kính chào quý ân nhân, quý nhà tâm, bà con, quý vị và các bạn xa gần. Sáng hôm nay, ngày 15 tháng Giêng âm lịch Quý Mão 2023, trời ở Huế nắng rất là đẹp. Cũng như thời tiết mùa xuân hôm nay, Bình thấy cuộc sống cũng có những người nhân cách, trái tim rất là tuyệt vời, đẹp và ấm áp như cây tiệc xuân mà Bình đang cũng như là nhiều người đang tận hưởng. Ngay cả trong Tết cũng như là ra Tết, Bình cũng đã nhận và đang đón nhận nhiều cái thông tin, nhiều bà con đã dành nhiều cái tình thương của mình về cho Huế, cho quê hương, cho những người khó khăn đang còn kẻ may mắn hơn chúng ta rất là nhiều. Bình xin cảm ơn quý ân nhân, quý nhà hảo tâm luôn dành cái tình cảm, cái tiền của tích góp của mình để về giúp quê hương, giúp bà con, những người yếu thế. Trong video này thì Bình xin hân hạnh được giới thiệu, cũng rất là vui kết nối yêu thương với một nhà hảo tâm cũng từ lâu, bây giờ trở thành giống như người thân của gia đình. Nhưng mà điều đặc biệt là anh cũng giúp đỡ nhiều bà con từ lâu rồi, ẩn danh, không muốn lộ diện. Bây giờ thì có lẽ vì cái thân thiện, cái sự yêu quý của bà con cho nên chị anh cũng đồng ý với Bình về bệnh viện Trung ương để giúp bà con, những người đang còn nằm trên giường bệnh, hy vọng có những cái niềm vui, cái sự cải thiện về sức khỏe. Đó là anh Benson ở Cali, trung tâm nhi khoa. Chào người đẹp. Chào quý vị, hôm nay Ben tới bệnh viện để chuyển cái tình thương của quý anh chị em ân nhân đến với tất cả mọi người ở đây. Cái chỗ mà đang đi lên đây là Hòa Nhi. Mình chào các cháu. Hôm nay chú được một cái thiện duyên, được cái sự giúp đỡ của quý anh chị, nhất là vợ chồng anh Hải, chị Hoa và cháu Jennifer, cùng với chị Mến và chị Ngọc Hân, thì cũng lại đây có một cái chút quà để sau khi Tết thấy quý anh chị em ở đây, các cháu bình hoàng tội nghiệp, thì lại chia sẻ một cái tình thương của chị Mến, chị Ngọc Hân, anh Hải, chị Hoa và cháu Jennifer. Thì xin phép để cháu em cũng đại diện cho họ, và xin quý vị anh chị em các cháu cầu nguyện cho họ được bình an, và cầu nguyện cho những cái ân nhân của mình giúp đỡ mình để mà mua cái bánh cho các cháu nhé. Thì xin phép em xin được phát Dạ. Em vỗ tay kìa ha. Đây. Biểu cháu nha. Nè, chú biểu cháu nè. Nè, chú biểu cháu nha. Cố gắng lanh bình nha. Cháu. Chú biểu cháu nha, cố gắng năm lanh bình nha. Giỏi. Cố gắng lanh bình nha.
chú biểu cháu nhá, cố gắng lăn bình. À, chú biểu cháu nhá, cố gắng dưỡng bình ha. Chú biểu cháu nhá, cố gắng nằm dưỡng bình nhá, xin ơn bình ăn cho cháu. Biểu cháu nhá, và cũng xin ơn chữa lành cho cháu nhá. Chú biểu cho cháu nhá, chú xin ơn chữa lành, xin ơn chữa lành cho cháu. Cháu chạy ở trong phòng, một cao nữa không có. Hai cháu không có mặt, nhờ chị nhận giúp. Dạ, rồi, dạ em biểu cho cháu chị nhá. Nè, biểu cho cháu. Nè, chú biểu cháu. Nhi, già đi, già đi, mà đi. Dạ, biểu cháu nhá, biểu cháu cái quà. Chú biểu cháu cái quà nhá. Dạ, biểu chị. Và nhân đây em xin nguyện cầu và sẽ xin cái ơn chữa lành của Thượng Đế đến với quý ông bà và quý anh chị em, đặc biệt là các cháu ở đây nhá. Dạ, em xin cái ơn chữa lành. Đây, biểu cháu. Biểu cháu nhá. Rồi, xin ơn chữa lành đến cho cháu nhá. Như cảm ơn bác đi. Giỏi, bác xin ơn chữa lành của ơn trên đức tin của mình, cầu nguyện đức tin của mình, Phật hay Chúa gì mình cứ cầu nguyện nhá. Xin ơn chữa lành đến với cháu nhá. Giỏi, xin ơn chữa lành cho cháu nhá. Dạ, xin chúc bình an. Dạ vâng. Ra đây cháu bình chi nữa. Mẹ là đau. Mà tiền có giữ được không? Được. Cả bốn nhé. Thắng dông lên quá. Dông lên đó. Đó, trái là mới nói gì hết. Nhi. Lại biểu mấy cháu mình để có một cái quà để ăn quà nhé. Giỏi. Cảm ơn chú. Cái thằng giỏi gì thế chứ? Lại móc tụi rồi. Điều cháu nè. Thêm tơ nữa. Rồi, bỏ đỏ để người bệnh về nhận. À, nghe nói có một số anh em ở ngoài Côn Sẻ, Quảng Bình mà bị bệnh nằm tại Bệnh viện Huế, thì cũng nhân cái duyên đó mình cũng có một chú gốc gạc ở Côn Sẻ và có một cái người họ Mai, dòng họ Mai cũng gửi tới một cái số quà để biểu quý bà con thân thuộc ở Côn Sẻ, Quảng Bình, phải không anh ạ? Dạ, tức là đây là những cái nhóm người ở Côn Sẻ, Quảng Bình đang nằm ở bệnh viện, đang nằm điều trị ở Bệnh viện Huế. Thì nhân đây thì mình cũng ghé biểu một ít quà để cho thân nhân bà con ở Côn Sẻ, Quảng Bình có một cái niềm vui nhỏ nhỏ. Đầu xuân, à, năm mới. Vậy là người vừa phát biểu là anh Benson, nhưng mà đang ăn u biểu năm cấp cứu ở dưới khóa u biểu khóa năm lẻ giờ đây bây giờ mình năm lẻ ba nó đôi mình năm nó u biểu mình gửi cho ai đây giờ xin gửi mẹ nhé. Cảm ơn. Còn ai bên đây nữa? Dạ rồi, ở đây có ai người bình được không? Lại đâu luôn được, chứ có thì em nói là xà hay Côn Sẻ hay không, Côn Sẻ Quảng Bình hay không, Quảng Bình không quan trọng, ở đây có ai có người bình được không, chỉ có bố đây là người mổ đây này. Mẹ cháu biểu mẹ nhé. Ban Sơn nhiều lần gửi về bình làm từ thiện, bây giờ mới xuất hiện đây. Duyên ai thôi.
Ở đây là có một số người ở cục Quảng Bình, ở công xã Quảng Bình này. Ban cũng nhân cái duyên đem biểu một số quà cho các bệnh nhân ở Quảng Bình, ở công xã Quảng Bình. Biểu bạc đây này. Uống nước nhé. Cháu được bạc tiêu uống nước nhé. Và nhân đây em cũng xin một cái lễ, xin một cái ấn chữa lành và chúc bình an tới cho tất cả các bệnh nhân ở trong đây, và hứa xin một cái lễ để thường để ban bình an và xin ơn chữa lành cho tất cả quý vị nhá. Như vậy thế mà sáng nay nữa cũng đi khá khá hả? Cảm ơn duyên ai thì được vậy. Cảm ơn bạn nhiều nghe, yêu thương bà con lần này lần khác. Bên đây cũng xin cảm ơn quý bà con, quý khán giả đã theo dõi đồng hành cùng thăm những cái người hoàn cảnh rất là đáng thương. Hy vọng với cái nghĩa cử của anh Ben hôm nay, cũng như là trong tương lai, những người hoàn cảnh, đặc biệt là những trẻ em vừa mới ra đời không lâu thôi mà đã lắm cái đau khổ rồi, cũng sẽ được cái sự quan tâm của cộng đồng, của những người hảo tâm yêu thương. Một lần nữa mình xin cúi đầu cảm ơn. Hẹn gặp lại bà con ở các video tiếp theo. Tạm biệt bà con các anh. Chào quý vị ân nhân và chào tất cả những cái người Việt yêu Huế, vì Huế là một cái nơi đáng thương. Và khi vô bệnh viện thì mình cũng ứa nước mắt, thấy nhiều cái hoàn cảnh rất là tội nghiệp. Thì mình cố gắng nhìn hút điếu thuốc, nhìn ăn tô phở, rồi gửi về để giúp cho các cháu. Và luôn đây mình cũng giới thiệu Bình đây là một người công giáo và rất là có lòng có tâm đối với tất cả những cái hoàn cảnh khó khăn. Nhiều lần mình cũng nhờ Bình đây thì thành ra và đây là một người bạn công giáo của mình. Mình cũng xin giới thiệu đến quý anh chị, quý ông bà và quý anh chị em, tất cả mọi người trong cái nhóm người Việt yêu Huế Việt Nam ngày nay. Xin mến chào.